Thưa quý vị và các bạn, EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc. Việt Nam cũng đang hưởng lợi từ thặng dư thương mại lớn của khu vực này. Xuất khẩu của Việt Nam sang EU năm 2014 đạt 27,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với năm 2013. Như vậy thì sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA được chính thức ký kết, dự báo việc giảm bớt rào cản thương mại và đầu tư sẽ giúp Việt Nam tăng xuất khẩu sang thị trường này, cũng như là thu hút dòng vốn FDI lớn hơn. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã liên tục tham gia các cuộc đàm phán với các đối tác thương mại và đầu tư trong một loạt các hiệp định thương mại tự do FTA, mặc dù hiện nay mới chỉ có các FTA với khối ASEAN hay các đối tác tại khu vực Đông Nam Á đang có hiệu lực thi hành, nhưng Việt Nam vẫn chủ động tìm kiếm các cơ hội đàm phán các FTA với cả các đối tác thương mại chiến lược ngoài khu vực Đông Nam Á như Hoa Kỳ, Chile và cả EU. Trong đó, đàm phán FTA với EU là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Với mức độ cam kết đã đạt được, EVFTA là một trong những hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả Việt Nam và EU. Các nội dung chính của hiệp định gồm thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi thương mại, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, hàng rào kỹ thuật trong thương mại dịch vụ, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, v.v. Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và EU đã thống nhất mang tính toàn diện là một hiệp định được đánh giá có chất lượng cao, cân bằng lợi ích trong tất cả các lĩnh vực đàm phán. Khi thực hiện sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân, cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong đàm phán hiệp định, hai bên đã tỏ ra linh hoạt trên nguyên tắc xây dựng cùng có lợi, và EU cũng đã tôn trọng và thừa nhận cái trình độ phát triển của Việt Nam còn thấp, vì thế cũng đã dành cho Việt Nam những ưu đãi trong quá trình đàm phán để tạo điều kiện cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực có lộ trình phù hợp, qua đó sẽ nâng dần cái khả năng cạnh tranh của sản phẩm của hàng hóa Việt Nam và giúp cho việc thực thi hiệp định có hiệu quả. Hiệp định EVFTA được khởi động và kết thúc trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam-EU ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Đặc điểm nổi bật trong cơ cấu xuất khẩu giữa Việt Nam và EU có tính bổ sung mạnh mẽ. Về xuất nhập khẩu, cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ trong hiệp định EVFTA sẽ là một cú hích quan trọng để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU. Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu đối với hơn 99% số dòng thuế trong lĩnh vực đầu tư. Các cam kết nhằm đảm bảo một môi trường đầu tư kinh doanh cởi mở, thông thoáng hơn trong hiệp định EVFTA sẽ thúc đẩy luồng vốn đầu tư chất lượng cao của EU và cả đối tác khác vào Việt Nam. Tôi vui mừng và đã thấy được sự hợp tác hết sức thiết thực của cả hai phía, tinh thần đàm phán cũng như là hợp tác xây dựng. Tôi hy vọng rằng tất cả những thủ tục kỹ thuật cuối cùng cũng sẽ được thông qua một cách suôn sẻ để có thể tiến tới việc ký kết. Các bước tiếp theo sẽ là các bước về kỹ thuật cũng như là công tác rà soát pháp lý để có thể đưa ra được văn kiện hoàn chỉnh của Hiệp định FTA Việt Nam và EU. Việc ký kết FTA với một số đối tác phát triển cao như EU sẽ mở ra cơ hội đối với Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn công nghệ hiện đại, kỹ năng quản lý, nâng cao tay nghề, tạo thêm việc làm cho người lao động, giúp ổn định an sinh xã hội. Để những lợi ích này sớm được hiện thực hóa, hai bên thống nhất sẽ đẩy nhanh quá trình tổng hợp các nội dung kỹ thuật để có thể sớm kết thúc toàn bộ hiệp định ngay trong năm nay, tiến tới sớm thực hiện các thủ tục ký kết, phê chuẩn hiệp định.